Trong buổi ôn tập chủ đề vật lý thứ hai do báo Thanh Niên tổ chức, chuyên gia giới thiệu đến học sinh các loại dao động và phương pháp tổng hợp dao động. Chặng đường đạt được thành công ngày hôm nay là nhờ sự ấp ủ ước mơ và nỗ lực hiện thực hóa của các chuyên gia từ Đại học Quốc tế Sài Gòn, ngôi trường đào tạo đa dạng đa lĩnh vực. Chuyên gia đã có nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Tại trường, sinh viên được khuyến khích phát huy ý tưởng và năng lực, sự truyền cảm hứng và tiếp thêm tự tin đã giúp sinh viên học cách học, cách nghỉ và cách sống tại môi trường hiện đại, năng động, hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Dao động lò xo, giải mã sự biến thiên năng lượng và sự can thiệp của ngoại lực trong dao động lò xo. Năng lượng của vật không đổi nhưng biên độ dao động thay đổi, dẫn đến sự biến thiên năng lượng. Khi biên độ giảm dần cho đến khi dừng hẳn, tức là năng lượng của vật đã chuyển hóa sang các dạng năng lượng khác như nhiệt năng. Để khắc phục hiện tượng dao động tắt dần này, người ta sử dụng dao động duy trì bằng cách cung cấp năng lượng vừa đủ để giữ biên độ dao động không đổi. Điều này giúp vật duy trì được dao động riêng của mình, tức là không thay đổi chu kỳ hay tần số gốc. Ngoài ra, còn có dao động cưỡng bức xảy ra khi vật chịu tác động của một ngoại lực tuần hoàn. Ngoại lực này sẽ ép buộc vật dao động với tần số của ngoại lực khác với tần số riêng của vật. Tuy nhiên, khi dao động cưỡng bức cộng hưởng với dao động riêng, biên độ dao động sẽ có giá trị cực đại. Cộng hưởng, hiện tượng vật dao động với biên độ lớn nhất. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức tác động lên vật bằng với tần số riêng của vật, lúc này, biên độ dao động của vật sẽ đạt giá trị cực đại. Biên độ dao động cưỡng bức. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức và độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của vật. Khi tần số của lực cưỡng bức gần với tần số riêng của vật, biên độ dao động cưỡng bức sẽ tăng lên đáng kể. Hiện tượng cộng hưởng. Khi tần số của lực cưỡng bức bằng với tần số riêng của vật, biên độ dao động cưỡng bức sẽ đạt giá trị cực đại, hiện tượng này được gọi là cộng hưởng, lúc này, vật dao động với biên độ lớn nhất có thể. Tổng hợp dao động. Khi một vật chịu tác động đồng thời của nhiều lực dao động khác nhau, có thể tổng hợp các dao động này thành một phương trình duy nhất. Phương trình tổng hợp này mô tả dao động tổng hợp của vật có biên độ và pha phụ thuộc vào biên độ và pha của các dao động thành phần. Trong quá trình làm toán, nhất là trong kỳ thi, việc tìm giá trị A tổng hợp và phi tổng hợp nhanh chóng là rất quan trọng. Hãy cùng khám phá một mẹo sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện phép tính này chỉ bằng một vài thao tác đơn giản. Đối với máy tính bỏ túi 570 và 580, chúng ta sẽ sử dụng chế độ mode 2. Đầu tiên, nhập A1 rồi nhấn dấu ngoặc đơn và phím phi 1. Tiếp theo là A2 rồi dấu ngoặc đơn và phím phi 2. Cuối cùng, nhấn dấu bằng. Trên máy 570, sử dụng phím Shift 23 bằng để hiển thị giá trị A tổng hợp và phi tổng hợp. Mẹo này tiết kiệm thời gian đáng kể so với cách làm thông thường, đặc biệt khi bài toán yêu cầu thêm các bước tính toán dựa trên giá trị A tổng hợp và phi tổng hợp. Ngoài ra, nếu đề bài chỉ cung cấp giá trị A và phi, thì mẹo này cũng có thể được áp dụng để tìm giá trị A tổng hợp và phi tổng hợp một cách nhanh chóng và hiệu quả. Trong 4 con lắc M là con lắc điều khiển, còn 3 con lắc 1, 2, 3, 4 là những con lắc dao động cưỡng bức, tức là bị dao động theo con lắc M. Con lắc dao động cưỡng bức mạnh nhất sẽ là con lắc có chu kỳ dao động riêng gần bằng với chu kỳ dao động riêng của con lắc M nhất. Trong trường hợp này, con lắc đơn có chiều dài gần bằng con lắc M sẽ có chu kỳ dao động riêng gần bằng con lắc M nhất. Qua quan sát bằng mắt thường, chúng ta có thể thấy rằng con lắc 1 có chiều dài gần bằng con lắc M nhất, do đó, con lắc 1 sẽ là con lắc dao động cưỡng bức mạnh nhất trong 4 con lắc đã cho. Trường Quốc tế Á Châu tự hào là ngôi trường tiên phong trong sứ mệnh gìn giữ bản sắc và giá trị truyền thống dân tộc, đồng thời tích hợp nền giáo dục tiên tiến và hiện đại vào chương trình giảng dạy. Trường xây dựng chương trình học toàn diện, cân bằng giữa kiến thức học thuật và nghệ thuật thể thao nhằm truyền thụ kiến thức, khơi nguồn sáng tạo và nuôi dưỡng cảm hứng độc lập cho học sinh. Ngoài những giờ học lý thuyết, học sinh trường Quốc tế Á Châu còn được trải nghiệm thực tế, thử thách bản thân, phản biện các vấn đề để tự mình học hỏi và trưởng thành. Đối với mỗi học sinh, trường không chỉ là một nơi học tập mà còn là nền tảng vững chắc để các em đặt những viên gạch đầu tiên trên hành trình chinh phục tri thức. Trường tin rằng, giáo dục không chỉ phục vụ cho cuộc sống, mà chính là cuộc sống được đúc kết từ môi trường giáo dục. Biểu thức dao động liên tiếp và cơ năng mất đi. Biểu thức dao động liên tiếp cho phép ta tính toán biên độ dao động trong các dao động liên tiếp nhau, với biên độ ban đầu A0, sau mỗi chu kỳ, biên độ sẽ giảm 2%, còn lại là 98%, do vậy, biên độ sau N chu kỳ sẽ bằng An bằng 0, 98N sau A0. Sử dụng biểu thức này, ta có thể tính toán cơ năng bị mất sau mỗi chu kỳ, cơ năng ban đầu là W0, cơ năng còn lại sau N chu kỳ là WN. Vậy cơ năng bị mất là WN bằng W0 WN. Giả sử WN bằng W, ta có thể viết biểu thức cơ năng bị mất thành WN bằng W0 W. Khi hai dao động cùng phương, cùng tần số tổng hợp của chúng sẽ bằng tổng các biên độ dao động của từng dao động. Ví dụ, đối với dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình x1 bằng 8 cos, 10t 0,5 pi.
x2 bằng A2 cos 10t cộng pi 4. Trong đó A2 dấu lớn 0 và t là chu kỳ, tại thời điểm t bằng 0, gia tốc của vật có độ lớn 800cm trên giây bình phương. Để xác định biên độ dao động của vật, ta cần tìm giá trị A2, sử dụng phương trình tổng hợp. A gạch dưới tổng bằng omega bình phương x. Với omega là tần số góc và x là ly độ tại thời điểm t, tại t bằng 0, A gạch dưới tổng bằng omega bình phương x bằng 800, thay x bằng x1, t bằng 0, cộng x2, t bằng 0, vào phương trình ta được. x1, t bằng 0, cộng x2, t bằng 0, bằng trừ 8, pi. Từ đây ta suy ra, A2 bằng 8, vậy biên độ dao động của vật là 8cm. Giải đố vật lý, động năng của vật tổng hợp hai dao động điều hòa trong một bài toán vật lý. Chúng ta gặp phải trường hợp một vật thực hiện dao động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có biên độ lần lượt là x1 và x2. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x1 và x2 theo thời gian được đưa ra. Bài toán yêu cầu xác định động năng của vật ở thời điểm t bằng 0,4 giây. Để giải quyết, chúng ta quan sát đồ thị và nhận thấy rằng nửa chu kỳ dao động tương ứng với một đồi. Với x2, một đồi đi từ ô số 1 đến ô số 6. Tại thời điểm t bằng 0,2 giây, lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn 0,4N. Như vậy, thời điểm t bằng 0,4 giây tương ứng với vị trí vật ở giữa đồi x2, ô số 3, ta có động năng của vật tại thời điểm này bằng một nửa cơ năng toàn phần của vật. Vị trí giữa đồi x2 tương ứng với biên độ dao động x2 tại thời điểm này. Do đó, động năng của vật ở thời điểm t bằng 0,4 giây bằng một nửa bình phương biên độ x2 tại thời điểm này. Quan sát đồ thị, ta thấy biên độ x2 tại giữa đồi là 2cm. Vậy, động năng của vật ở thời điểm t bằng 0,4 giây là 1/2 sao, 2cm, bình phương bằng 2cm². Đồ thị dao động điều hòa của hai đại lượng x1 và x2. Khi quan sát đồ thị dao động điều hòa của hai đại lượng x1 và x2, chúng ta nhận thấy chúng là hai nửa chu kỳ bằng 60 độ, do đó, chu kỳ của chúng là 1,2 giây, tương ứng với một ô trên đồ thị, mỗi ô có thời gian là 0,1 giây. Dựa vào các giá trị 0,2 và 0,4 trên đồ thị, chúng ta thấy 0,2 giây tương ứng với hai ô, tức là mỗi ô có thời gian 0,1 giây. Từ đó, chúng ta tính được omega, tần số góc, bằng 5/3. Xác định phương trình dao động x1. Đỉnh của x1 là 2, đỉnh âm là -2, tần số góc là 5 pi, 3, radian 1 giây, và pha ban đầu là pi, 3, radian. Do x0 bằng 1 nên ta tính được biên độ của x1 là 1, lưu ý rằng x1 đang đi theo chiều âm. Xác định phương trình dao động x2. Tương tự, x2 có đỉnh là 4, đỉnh âm là -2 và đang đi theo chiều âm. Từ đó, chúng ta tính được pha ban đầu của x2 là pi, 3, radian. Tại thời điểm t bằng 0,4 giây, vật dao động với biên độ x bằng 0,4cm. Sử dụng công thức lực kéo về, ta có biểu thức F bằng m omega bình phương x. Thay vào các giá trị đã biết, chúng ta có m bằng 0,292 kg. Thế tiếp vào phương trình động năng bằng cơ năng trừ thế năng, ta được WD bằng WT bằng 4,88, 10 g. Ngoài ra, ta có thể xác định khối lượng vật bằng cách sử dụng công thức động năng, WD bằng 1/2, m, v bình phương. Tại thời điểm T, chúng ta biết được vị trí x và có thể tính được vận tốc v. Thế vào biểu thức động năng, ta cũng có kết quả m bằng 0,292 kg. Cách tiếp cận này cung cấp cho học sinh cái nhìn sâu sắc về các công thức và mối liên hệ giữa các đại lượng vật lý, giúp họ tự trải nghiệm và nắm vững các khái niệm trong vật lý học. Đây là một chương trình hỗ trợ sinh viên với nhiều chính sách học bổng, trong đó nổi bật nhất là 100 suất học bổng, tiếp bước hành trình của Quỹ Tài năng Trẻ dành cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật. Bên cạnh đó, còn có học bổng đồng hành xây dựng nhân lực chất lượng cao dành cho sinh viên thành phố Thủ Đức, TP, Hồ Chí Minh. Học bổng này sẽ tài trợ 50% học phí toàn khóa cho tất cả học sinh đăng ký chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh tại Siêu Tâm Hồn Việt Nam Giáo dục Thế giới như thầy. Ngoài ra, còn có học bổng 20% học phí toàn khóa được tài trợ bởi các doanh nghiệp dành cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Các suất học bổng này sẽ giúp hỗ trợ tài chính cho sinh viên, tạo điều kiện để các em tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập của mình. Quy tắc nắm tay phải. Khi nắm bàn tay phải theo chiều dòng điện trong khung dây sao cho ngón tay cái trùng với chiều dòng điện, thì các ngón tay còn lại sẽ chỉ ra chiều của đường sức từ xuyên qua mặt phẳng dòng điện. Quy tắc vào nam ra bắc, dòng điện đi vào, ra, mặt nam, bắc của khung dây thì tạo ra từ trường có chiều ngược chiều kim đồng hồ, cùng chiều kim đồng hồ, ngay tại trung tâm của khung dây. Quy tắc này giúp xác định chiều của vector cảm ứng từ tại tâm của một vòng dây tròn có dòng điện chạy qua. Đường sức từ của dòng điện trong vòng dây tròn sẽ vuông góc với mặt phẳng của vòng dây, hướng ra ngoài tại mặt nam và hướng vào tại mặt bắc của vòng dây.